Nhiệt độ ngoài trời 56 độ C. Khu phố nghèo của chị Alicia đang phải trải qua mùa hè khắc nghiệt nhất. Không dám nấu nướng hay bật đèn. Nguồn điện duy nhất chỉ để dành cho chiếc điều hòa bật liên tục suốt ngày đêm. Trời quá nóng, tôi không thể nấu ăn vào ban ngày bởi ngôi nhà sẽ trở nên cực kỳ nóng. Và máy điều hòa kêu như sấm, thậm chí có thể phát nổ. Chúng tôi phải nấu rất sớm, nấu ăn vào ban đêm. Đợt nắng nóng kỷ lục vượt qua mức hơn 43 độ C kéo dài 3 tuần này đã khiến cuộc sống của nhiều người nghèo ở đây trở nên khốn khó. Ít nhất gần 20 người tại thành phố đã chết vì nắng nóng. Những tấm biển cảnh báo nắng nóng nguy hiểm được dựng lên. Các lán trại được lập tạm nhằm giúp đỡ những người vô gia cư. Chúng tôi cung cấp những không gian như thế này cho mọi người có thể ở trong nhà, có máy điều hòa. Chúng tôi phân phát hàng tấn nước, giữ cho mọi người có đủ nước uống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ca tử vong do nắng nóng. Trong 30 ngày qua, gần 5.000 kỷ lục về nhiệt độ và lượng mưa đã bị phá vỡ tại Mỹ và biến mùa hè năm nay trở thành năm nóng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Việc đốt than, dầu và khí tự nhiên kết hợp với hiện tượng El Nino ở Thái Bình Dương đang khiến cho nhiệt độ trái đất tăng cao. Những đợt sóng nhiệt chết người đang lan rộng trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là khu vực miền Tây Nam. Hơn 30 triệu người Mỹ đang sống trong các khu vực cảnh báo thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ cao. Và với nhiều người nghèo, ở nhà và liên tục uống nước là cách giúp họ tránh nóng, giữ gìn sức khỏe và an toàn. Công tử, phóng viên Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.